gặp nhau lần đầu anh có nghĩ vậy không? Nghĩ rằng mình cũng hợp nhưng chưa chắc ra đâu vào đâu. Nghĩ rằng mình cũng hợp hay chỉ có em suy nghĩ thế thôi. Your smile just like on my way. Ngày hôm ấy là một ngày xanh nắng, ánh mắt ta thấy em nói một điều. Trong suy nghĩ mình còn nhiều hơn thế, mong anh đừng chỉ ghé qua thôi baby. Hãy nói một câu em muốn nghe, anh có thể ở bên chở che thay so tình cảm từ một phía. Em muốn biết anh nghĩ gì. Tâm trí em, tâm trí em có anh ở đó nên chẳng biết phải làm sao giờ trả lại em. Tâm trí anh, tâm trí anh có em ở đó không em, còn nên tiếp tục mong chờ. Không à, just take your time girl, anh đâu hề câu giờ. Em kiếm tìm gì khi anh buông vài câu thơ. Mình hẹn họ đang vui, anh không muốn over. Cứ qua nhà anh và mình lại chia sofa. Netflix and chill, thế này có sao đâu nhờ. Đâu ai chỉ lưu có một file một folder. Em giả vờ ngây thơ, but I bet you know that. Anh có thể đảm bảo khi em ở nhà anh thì bên trong tâm trí này chỉ có một mình em. Họ bảo trong mã ngoài bọn mình hợp tình duyên, và anh có thể vui vẻ mỗi khi được nhìn em. Nhưng anh biết được chắc chắn là mình phải làm sao khi trái tim bảo chưa đủ để mà có thể trao đi. Anh không thể nói láo như tiêu đề của báo chí, có anh là trap boy and I take it proudly. Tâm trí em, tâm trí em.